Liên quan đến vụ việc tụ tập đông người đập phá trụ sở cơ quan tỉnh Bình Thuận vào ngày hôm nay, Công an tỉnh Bình Thuận đã làm rõ hành vi của một số đối tượng quá khích, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Do không tỉnh táo vì say rượu, do tò mò rồi bị kích động và do được cho tiền nên tham gia. Đó là những lý do mà nhiều người tham gia các cuộc tụ tập đông người trong hai ngày gần đây cho biết. Thậm chí có những người không biết lý do nhưng vẫn tham gia. Chiều có 6:30 tới chiều á, là thằng đó nó tới nó mua đồ, nó nói dưới kia có với ban trận đạo có cục bắt người coi xuống coi cả. Nó nói không có đi đâu, nó cỡ đi cho ông 200.000. Rồi tôi xuống lấy gạch ném. Chú đến đấy tham gia thì chú có biết là người dân đấy người ta biểu tình là vì lý do gì không? Không, tôi không biết. Nào nhậu ở dưới xóm luôn. Rồi nói là thôi là có một ông anh nữa, nói thôi để ra bắt xe cho anh luôn rồi về. Tình cờ đi trên đường là thấy đông đen của nó. Rồi mới tới cũng coi luôn. Những người tham gia tụ tập đông người, còn có cả học sinh cấp 3, cũng chỉ vì hiếu kỳ đi xem, rồi sau đó đã bị kích động mà tham gia. Bà móc 300.000 ra, bà cho con, bà nói xíu nữa có một đốp người qua, qua người ta làm gì đó, thì con làm theo vậy. Rồi bà đưa con 300, rồi lúc đó bà còn dặn thêm á, là nếu mà lỡ cái bị bắt á, không có được khai liên quan tới bãi ra. Em có hành vi quăng đá vô ủy ban tỉnh, lấy cây sắt khó vô mấy chiếc xe, đập vô mấy chiếc xe đốt cháy. Tính đến thời điểm này, Công an tỉnh Bình Thuận đang tạm giữ hơn 80 người để điều tra làm rõ hành vi xúi dục kích động, đập phá và tấn công lực lượng chức năng. Công an tỉnh cũng cho biết sẽ xử lý nghiêm các trường hợp cầm đầu gây rối. Tỉnh Bình Thuận cũng khuyến cáo người dân không nên hiếu kỳ tụ tập đông người để tránh vi phạm pháp luật. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị bà con nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên cần tỉnh táo, không để các đối tượng xấu lợi dụng lôi kéo tham gia gây rối an ninh trật tự và phá hoại tài sản. Đề nghị bà con không vì hiếu kỳ mà tiếp tay cho các hành động phá hoại. Hãy về nhà và kêu gọi con em mình về nhà, không tập trung gây rối trước trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh. Một số phần tử bị những cái phần tổ chức phản động xúi dục kích động và tuyên truyền sai lệch về cái chủ trương đường lối của Đảng, nhất là về luật đặc khu hành chính kinh tế đặc biệt, hiểu nhầm mà cho nên là những phần tử này đã gây rối, biểu tình gây rối và có những hành vi gây mất trật tự xã hội, mất trật tự công cộng. Và có thể nói rằng số tượng này thì không phải là nhiều, nhưng mà những người dân hiếu kỳ đi theo rồi xem rất là đông, thì có thể tạo ra một cái hiệu ứng đám đông. Mà cái việc này làm cản trở cho cái việc xử lý những cái đối tượng này, đồng thời cái đó cũng chính là cái đôi khi là kích thích thêm cái hưng phấn và làm cho cái đối tượng này càng manh động thêm. Mà cho nên có thể nói chúng ta rằng là không để cho cái xấu lợi dụng, mà nếu chúng ta là những người yêu nước chân chính thì làm thế nào đó chúng ta phải yêu nước bằng chính cái việc là giữ gìn trật tự xã hội trên quê hương của chính mình, giữ gìn những cái cuộc sống bình yên, cái môi trường sống thân thiện. Và làm thế nào một giữ một hình ảnh đẹp trong mắt của bạn bè trong nước và thế giới. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường đã kêu gọi toàn bộ đoàn viên công đoàn và công nhân lao động hãy bình tĩnh, đề cao cảnh giác, không nghe theo và không làm theo lời xúi dục của kẻ xấu, không để lòng yêu nước bị lợi dụng, đồng thời tuyên truyền cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp không tham gia vào các hành động trái pháp luật, không chia sẻ những nội dung kích động trên các trang mạng xã hội. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh vì sự ổn định và phát triển của đất nước chúng ta, hãy đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, giữ gìn trật tự an ninh, an toàn xã hội, bảo vệ công ty, bảo vệ doanh nghiệp, bảo vệ việc làm của chính mình. Liên quan đến vụ việc tụ tập đông người đập phá trụ sở cơ quan tỉnh Bình Thuận vào ngày hôm nay, Công an tỉnh Bình Thuận đã làm rõ hành vi của một số đối tượng quá khích, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Do không tỉnh táo vì say rượu, do tò mò rồi bị kích động và do được cho tiền nên tham gia. Đó là những lý do mà nhiều người tham gia các cuộc tụ tập đông người trong hai ngày gần đây cho biết. Thậm chí có những người không biết lý do nhưng vẫn tham gia. Chiều có 6:30 tới chiều á, là thằng đó nó tới nó nói nó mua đồ, nó nói dưới kia có
với ban trận đạo có cục bắt người coi xuống coi cả, nói không có đi đâu, nó cỡ đi cho ông 200 ngàn. Rồi tôi xuống lấy gạch ném. Chú đến đấy tham gia thì chú có biết là người dân đấy là biểu tình là gì, lý do gì không? Không, tôi không biết. Nào nhậu ở dưới xám lâu. Rồi nói là thôi là có một ông anh nữa, nói thôi để ra bắt xe cho anh luôn rồi về. Tình cờ đi trên đường là thấy đông đen của nó, rồi mới tới cũng coi luôn. Những người tham gia tụ tập đông người, còn có cả học sinh cấp 3, cũng chỉ vì hiếu kỳ đi xem, rồi sau đó đã bị kích động mà tham gia. Bà móc 300 ngàn ra, bà cho con, bà nói xíu nữa có một tốp người qua, qua người ta làm gì đó thì cũng làm theo vậy. Rồi bà đưa con 300, rồi lúc đó bà còn dặn thêm á, là nếu mà lỡ cái bị bắt á, không có được khai liên quay tới bà ra. Em có hành vi quăng đá vô ủy ban tỉnh, lấy cây sắt khó vô mấy chiếc xe, đập vô mấy chiếc xe đốt cháy. Tính đến thời điểm này, Công an tỉnh Bình Thuận đang tạm giữ hơn 80 người để điều tra làm rõ hành vi xúi dục kích động, đập phá và tấn công lực lượng chức năng. Công an tỉnh cũng cho biết sẽ xử lý nghiêm các trường hợp cầm đầu gây rối. Tỉnh Bình Thuận cũng khuyến cáo người dân không nên hiếu kỳ tụ tập đông người để tránh vi phạm pháp luật. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị bà con nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên cần tỉnh táo, không để các đối tượng xấu lợi dụng lôi kéo tham gia gây rối an ninh trật tự và phá hoại tài sản. Đề nghị bà con không vì hiếu kỳ mà tiếp tay cho các hành động phá hoại. Hãy về nhà và kêu gọi con em mình về nhà, không tập trung gây rối trước trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh. Một số phần tử vì những cái phần tổ chức phản động, xúi dục kích động và tuyên truyền sai lệch về cái chủ trương đường lối của Đảng, nhất là về luật đặc khu hành chính kinh tế đặc biệt, hiểu nhầm mà cho nên là những phần tử này đã gây rối, biểu tình gây rối và có những hành vi gây mất trật tự xã hội, mất trật tự công cộng. Và có thể nói rằng số tượng này thì không phải là nhiều, nhưng mà những người dân hiếu kỳ đi theo rồi xem rất là đông, thì có thể tạo ra một cái hiệu ứng đám đông, mà cái việc này làm cản trở cho cái việc xử lý những cái đối tượng này. Đồng thời cái đó cũng chính là cái đôi khi là kích thích thêm cái hưng phấn và làm cho cái đối tượng này càng manh động thêm. Và cho nên có thể nói chúng ta rằng là không để cho kẻ xấu lợi dụng. Và nếu chúng ta là những người yêu nước chân chính thì làm thế nào đó chúng ta phải yêu nước bằng chính cái việc là giữ gìn trật tự xã hội trên quê hương của chính mình, giữ gìn những cái cuộc sống bình yên, cái môi trường sống thân thiện, và làm thế nào một giữ một hình ảnh đẹp trong mắt của bạn bè trong nước và thế giới. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường đã kêu gọi toàn bộ đoàn viên công đoàn và công nhân lao động hãy bình tĩnh, đề cao cảnh giác, không nghe theo và không làm theo lời xúi dục của kẻ xấu, không để lòng yêu nước bị lợi dụng, đồng thời tuyên truyền cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp không tham gia vào các hành động trái pháp luật, không chia sẻ những nội dung kích động trên các trang mạng xã hội. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh vì sự ổn định và phát triển của đất nước, chúng ta hãy đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, giữ gìn trật tự an ninh, an toàn xã hội, bảo vệ công ty, bảo vệ doanh nghiệp, bảo vệ việc làm của chính mình. Liên quan đến vụ việc tụ tập đông người đập phá trụ sở cơ quan tỉnh Bình Thuận vào ngày hôm nay, Công an tỉnh Bình Thuận đã làm rõ hành vi của một số đối tượng quá khích, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Do không tỉnh táo vì say rượu, do tò mò rồi bị kích động và do được cho tiền nên tham gia. Đó là những lý do mà nhiều người tham gia các cuộc tụ tập đông người trong 2 ngày gần đây cho biết. Thậm chí có những người không biết lý do nhưng vẫn tham gia. Chiều cỡ 6:30 tới chiều á, là thằng đó nó tới nó mua đồ, nó nói dưới kia có với ban trận đạo có cục bắt người coi xuống coi cả, nói không có đi đâu, nó cỡ đi cho ông 200 ngàn. Rồi tôi xuống lấy gạch ném. Chú đến đấy tham gia thì chú có biết là người dân đấy là biểu tình là gì, lý do gì không? Không, tôi không biết. Nào nhậu ở dưới xám lâu. Rồi nói là thôi là có một ông anh nữa, nói thôi để ra bắt xe cho anh luôn rồi về. Tình cờ đi trên đường là thấy đông đen của nó, rồi mới tới cũng coi luôn.
những người tham gia tụ tập đông người, còn có cả học sinh cấp 3, cũng chỉ vì hiếu kỳ đi xem, rồi sau đó đã bị kích động mà tham gia. Bà móc 300 ngàn ra, bà cho con, bà nói xíu nữa có một đớp người qua, người ta làm gì đó thì con làm theo vậy, rồi bà đưa con 300, rồi lúc đó bà còn dặn thêm á, là nếu mà lỡ cái bị bắt á, không có được khai thì liên quan tới bà ra. Em có hành vi quăng đá vô y ban tỉnh, lấy cây sắt khó vô mấy chiếc xe, đập vô mấy chiếc xe đốt cháy. Tính đến thời điểm này, Công an tỉnh Bình Thuận đang tạm giữ hơn 80 người để điều tra làm rõ hành vi xúi dục kích động, đập phá và tấn công lực lượng chức năng. Công an tỉnh cũng cho biết sẽ xử lý nghiêm các trường hợp cầm đầu gây rối. Tỉnh Bình Thuận cũng khuyến cáo người dân không nên hiếu kỳ, tụ tập đông người để tránh vi phạm pháp luật. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị bà con nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên cần tỉnh táo, không để các đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo tham gia gây rối an ninh trật tự và phá hoại tài sản. Đề nghị bà con không vì hiếu kỳ mà tiếp tay cho các hành động phá hoại. Hãy về nhà và kêu gọi con em mình về nhà, không tập trung gây rối trước trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh. Một số phần tử vì những cái phần tổ chức phản động, xúi dục kích động và tuyên truyền sai lệch về cái chủ trương đường lối của Đảng, nhất là về luật đặc khu hành chính kinh tế đặc biệt, hiểu nhầm mà cho nên là những phần tử này đã gây rối, biểu tình gây rối và có những hành vi gây mất trật tự xã hội, mất trật tự công cộng. Và có thể nói rằng số tượng này thì không phải là nhiều, nhưng mà những người dân hiếu kỳ đi theo rồi xem rất là đông, thì có thể tạo ra một cái hiệu ứng đám đông. Mà cái việc này làm cản trở cho cái việc xử lý những cái đối tượng này. Đồng thời cái đó cũng chính là cái đôi khi là kích thích thêm cái hưng phấn và làm cho cái đối tượng này càng manh động thêm. Và cho nên có thể nói chúng ta rằng là không để cho cái xấu lợi dụng. Và nếu chúng ta là những người yêu nước chân chính thì làm thế nào đó chúng ta phải yêu nước bằng chính cái việc là giữ gìn trật tự xã hội trên quê hương của chính mình. Giữ gìn những cái cuộc sống bình yên, cái môi trường sống thân thiện. Và làm thế nào một giữ một hình ảnh đẹp trong mắt của bạn bè trong nước và thế giới. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường đã kêu gọi toàn bộ đoàn viên công đoàn và công nhân lao động hãy bình tĩnh, đề cao cảnh giác, không nghe theo và không làm theo lời xúi dục của kẻ xấu, không để lòng yêu nước bị lợi dụng, đồng thời tuyên truyền cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp không tham gia vào các hành động trái pháp luật, không chia sẻ những nội dung kích động trên các trang mạng xã hội. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, vì sự ổn định và phát triển của đất nước, chúng ta hãy đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, giữ gìn trật tự an ninh, an toàn xã hội, bảo vệ công ty, bảo vệ doanh nghiệp, bảo vệ việc làm của chính mình. Liên quan đến vụ việc tụ tập đông người đập phá trụ sở cơ quan tỉnh Bình Thuận vào ngày hôm nay, Công an tỉnh Bình Thuận đã làm rõ hành vi của một số đối tượng quá khích, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Do không tỉnh táo vì say rượu, do tò mò rồi bị kích động và do được cho tiền nên tham gia. Đó là những lý do mà nhiều người tham gia các cuộc tụ tập đông người trong 2 ngày gần đây cho biết. Thậm chí có những người không biết lý do nhưng vẫn tham gia. Chiều có 6:30 tới chiều á, là thằng đó nó tới nó mua đồ, nó nói dưới kia có với ban trận đạo có cục bắt người coi xuống coi kìa, nó nói không có đi đâu, nó cả đi cho ông 200 ngàn, rồi tôi xuống lấy gạch ném. Chú đến đấy tham gia thì chú có biết là người dân đấy người ta biểu tình là gì, lý do gì không? Không, tôi không biết. Nào nhậu ở dưới xóm luôn. Rồi nói thôi là có một ông anh nữa, nói thôi để bắt xe cho anh luôn rồi về. Tình cờ đi trên đường là thấy đông đen của nó. Rồi mới tới cũng coi luôn. Những người tham gia tụ tập đông người, còn có cả học sinh cấp 3, cũng chỉ vì hiếu kỳ đi xem, rồi sau đó đã bị kích động mà tham gia. Bà móc 300 ngàn ra, bà cho con, bà nói xíu nữa có một đớp người qua. Qua người ta làm gì hết thì con làm theo vậy, rồi bà đưa con 300, rồi lúc đó bà còn dặn thêm á, là nếu mà lỡ cái bị bắt á, không có được khai liên quan tới bà ra. Em có hành vi quăng đá vô y ban tỉnh, lấy cây sắt khó vô mấy chiếc xe, đập vô mấy chiếc xe đốt cháy.
Tính đến thời điểm này, Công an tỉnh Bình Thuận đang tạm giữ hơn 80 người để điều tra làm rõ hành vi xúi dục kích động, đập phá và tấn công lực lượng chức năng. Công an tỉnh cũng cho biết sẽ xử lý nghiêm các trường hợp cầm đầu gây rối. Tỉnh Bình Thuận cũng khuyến cáo người dân không nên hiếu kỳ, tụ tập đông người để tránh vi phạm pháp luật. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị bà con nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên cần tỉnh táo, không để các đối tượng xấu lợi dụng lôi kéo tham gia gây rối an ninh trật tự và phá hoại tài sản. Đề nghị bà con không vì hiếu kỳ mà tiếp tay cho các hành động phá hoại. Hãy về nhà và kêu gọi con em mình về nhà, không tập trung gây rối trước trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh. Một số phần tử bị những cái phần tổ chức phản động xúi dục kích động và tuyên truyền sai lệch về cái chủ trương đường lối của Đảng, nhất là về luật đặc khu hành chính kinh tế đặc biệt, hiểu nhầm mà cho nên là những phần tử này đã gây rối, biểu tình gây rối và có những hành vi gây mất trật tự xã hội, mất trật tự công cộng. Và có thể nói rằng số tượng này thì không phải là nhiều, nhưng mà những người dân hiếu kỳ đi theo rồi xem rất là đông, thì có thể tạo ra một cái hiệu ứng đám đông, mà cái việc này làm cản trở cho cái việc xử lý những cái đối tượng này. Đồng thời cái đó cũng chính là cái đôi khi là kích thích thêm cái hưng phấn và làm cho cái đối tượng này càng manh động thêm. Và cho nên có thể nói chúng ta rằng là không để cho cái xấu lợi dụng, và nếu chúng ta là những người yêu nước chân chính thì làm thế nào đó chúng ta phải yêu nước bằng chính cái việc là giữ gìn trật tự xã hội trên quê hương của chính mình, giữ gìn những cái cuộc sống bình yên, cái môi trường sống thân thiện, và làm thế nào một giữ một hình ảnh đẹp trong mắt của bạn bè trong nước và thế giới. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường đã kêu gọi toàn bộ đoàn viên công đoàn và công nhân lao động hãy bình tĩnh, đề cao cảnh giác, không nghe theo và không làm theo lời xúi dục của kẻ xấu, không để lòng yêu nước bị lợi dụng, đồng thời tuyên truyền cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp không tham gia vào các hành động trái pháp luật, không chia sẻ những nội dung kích động trên các trang mạng xã hội. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, vì sự ổn định và phát triển của đất nước chúng ta, hãy đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, giữ gìn trật tự an ninh, an toàn xã hội, bảo vệ công ty, bảo vệ doanh nghiệp, bảo vệ việc làm của chính mình. Liên quan đến vụ việc tụ tập đông người đập phá trụ sở cơ quan tỉnh Bình Thuận, vào ngày hôm nay, Công an tỉnh Bình Thuận đã làm rõ hành vi của một số đối tượng quá khích, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Do không tỉnh táo vì say rượu, do tò mò rồi bị kích động và do được cho tiền nên tham gia. Đó là những lý do mà nhiều người tham gia các cuộc tụ tập đông người trong hai ngày gần đây cho biết. Thậm chí có những người không biết lý do nhưng vẫn tham gia. Chiều có 6:30 tới chiều á, là thằng đó nó tới nó mua đồ, nó nói dưới kia có với ban trận đạo có cục bắt ngự coi xuống coi cả, nói không có đi đâu, nó cả đi trọng 200.000 rồi tôi xuống lấy gạch ném. Chú đến đấy tham gia thì chú có biết là người dân đấy là biểu tình là gì, lý do gì không? Không, tôi không biết. Nào nhậu ở dưới xóm luôn. Rồi nói thôi là có một ông anh nữa, nói thôi để ra bắt xe cho anh luôn rồi về. Tình cờ đi trên đường là thấy đông đen của nó, rồi mới tới cũng coi luôn. Những người tham gia tụ tập đông người, còn có cả học sinh cấp 3, cũng chỉ vì hiếu kỳ đi xem, rồi sau đó đã bị kích động mà tham gia. Bà móc 300 ngàn ra, bà cho con, bà nói xíu nữa có một tốp người qua. Qua người ta làm gì thì cũng làm theo vậy, rồi bà đưa con 300, rồi lúc đó bà còn dặn thêm á là nếu mà lỡ cái bị bắt á, không có được khai liên quay tới bà ra. Em có hành vi quăng đá vô ủy ban tỉnh, lấy cây sắt khó vô mấy chiếc xe, đập vô mấy chiếc xe đốt cháy. Tính đến thời điểm này, Công an tỉnh Bình Thuận đang tạm giữ hơn 80 người để điều tra làm rõ hành vi xúi dục kích động, đập phá và tấn công lực lượng chức năng. Công an tỉnh cũng cho biết sẽ xử lý nghiêm các trường hợp cầm đầu gây rối. Tỉnh Bình Thuận cũng khuyến cáo người dân không nên hiếu kỳ, tụ tập đông người để tránh vi phạm pháp luật. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị bà con nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên cần tỉnh táo, không để các đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo tham gia gây rối an ninh trật tự và phá hoại tài sản. Đề nghị bà con không vì hiếu kỳ mà tiếp tay cho các hành động phá hoại. Hãy về nhà và kêu gọi con em mình về nhà,
không tập trung gây rối trước trụ sở của Ủy ban nhân dân tỉnh. Một số phần tử bị những cái phần tổ chức phản động xúi dục kích động và tuyên truyền sai lệch về cái chủ trương đường lối của Đảng, nhất là về luật đặc khu hành chính kinh tế đặc biệt, hiểu nhầm mà cho nên là những phần tử này đã gây rối, biểu tình gây rối và có những hành vi gây mất trật tự xã hội, mất trật tự công cộng. Và có thể nói rằng số tượng này thì không phải là nhiều, nhưng mà những người dân hiếu kỳ đi theo rồi xem rất là đông, thì có thể tạo ra một cái hiệu ứng đám đông, mà cái việc này làm cản trở cho cái việc xử lý những cái đối tượng này. Đồng thời cái đó cũng chính là cái đôi khi là kích thích thêm cái hưng phấn và làm cho cái đối tượng này càng manh động thêm. Và cho nên có thể nói chúng ta rằng là không để cho kẻ xấu lợi dụng, mà nếu chúng ta là những người yêu nước chân chính thì làm thế nào đó chúng ta phải yêu nước bằng chính cái việc là giữ gìn trật tự xã hội trên quê hương của chính mình, giữ gìn những cái cuộc sống bình yên, cái môi trường sống thân thiện, và làm thế nào một giữ một hình ảnh đẹp trong mắt của bạn bè trong nước và thế giới. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường đã kêu gọi toàn bộ đoàn viên công đoàn và công nhân lao động hãy bình tĩnh, đề cao cảnh giác, không nghe theo và không làm theo lời xúi dục của kẻ xấu, không để lòng yêu nước bị lợi dụng, đồng thời tuyên truyền cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp không tham gia vào các hành động trái pháp luật, không chia sẻ những nội dung kích động trên các trang mạng xã hội. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, vì sự ổn định và phát triển của đất nước, chúng ta hãy đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, giữ gìn trật tự an ninh, an toàn xã hội, bảo vệ công ty, bảo vệ doanh nghiệp, bảo vệ việc làm của chính mình. Liên quan đến vụ việc tụ tập đông người đập phá trụ sở cơ quan tỉnh Bình Thuận, vào ngày hôm nay, Công an tỉnh Bình Thuận đã làm rõ hành vi của một số đối tượng quá khích, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Do không tỉnh táo vì say rượu, do tò mò rồi bị kích động và do được cho tiền nên tham gia. Đó là những lý do mà nhiều người tham gia các cuộc tụ tập đông người trong hai ngày gần đây cho biết. Thậm chí có những người không biết lý do nhưng vẫn tham gia. Chiều có 6:30 tới chiều á, là thằng đó nó tới nó nói dưới kia có dưới ban trận đạo có cục bắt người coi xuống coi cả, nói không có đi đâu, nó cả đi cho ông 200.000 rồi tôi xuống lấy gạch ném. Chú đến đấy tham gia thì chú có biết là người dân đấy là biểu tình là gì, lý do gì không? Không, tôi không biết. Nào nhậu ở dưới xóm luôn, rồi nói thôi là có một ông anh nữa, nói thôi để ra bắt xe cho anh luôn rồi về. Tình cờ đi trên đường là thấy đông đen của nó, rồi mới tới cũng coi luôn. Những người tham gia tụ tập đông người, còn có cả học sinh cấp 3, cũng chỉ vì hiếu kỳ đi xem, rồi sau đó đã bị kích động mà tham gia. Bà móc 300 ngàn ra, bà cho con, bà nói xíu nữa có một đớp người qua. Mà người ta làm gì á thì cũng làm theo vậy, rồi bà đưa con 300, rồi lúc đó bà còn dặn thêm á là nếu mà lỡ cái bị bắt á, không có được khai liên quay tới bà ra. Em có hành vi quăng đá vô y ban tỉnh, lấy cây sắt khó vô mấy chiếc xe, đập vô mấy chiếc xe đốt cháy. Tính đến thời điểm này, Công an tỉnh Bình Thuận đang tạm giữ hơn 80 người để điều tra làm rõ hành vi xúi dục kích động, đập phá và tấn công lực lượng chức năng. Công an tỉnh cũng cho biết sẽ xử lý nghiêm các trường hợp cầm đầu gây rối. Tỉnh Bình Thuận cũng khuyến cáo người dân không nên hiếu kỳ tụ tập đông người để tránh vi phạm pháp luật. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị bà con nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên cần tỉnh táo, không để các đối tượng xấu lợi dụng lôi kéo tham gia gây rối an ninh trật tự và phá hoại tài sản. Đề nghị bà con không vì hiếu kỳ mà tiếp tay cho các hành động phá hoại. Hãy về nhà và kêu gọi con em mình về nhà, không tập trung gây rối trước trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh. Một số phần tử bị những cái phần tổ chức phản động xúi dục kích động và tuyên truyền sai lệch về cái chủ trương đường lối của Đảng, nhất là về luật đặc khu hành chính kinh tế đặc biệt, hiểu nhầm mà cho nên là những phần tử này đã gây rối, biểu tình gây rối và có những hành vi gây mất trật tự xã hội, mất trật tự công cộng. Và có thể nói rằng số tượng này thì không phải là nhiều, nhưng mà những người dân hiếu kỳ đi theo rồi xem rất là đông,
thì có thể tạo ra một cái hiệu ứng đám đông, mà cái việc này làm cản trở cho cái việc xử lý những cái đối tượng này, đồng thời cái đó cũng chính là cái đôi khi là kích thích thêm cái hưng phấn và làm cho cái đối tượng này càng manh động thêm. Và cho nên có thể nói chúng ta rằng là không để cho cái xấu lợi dụng, và nếu chúng ta là những người yêu nước chân chính thì làm thế nào đó chúng ta phải yêu nước bằng chính cái việc là giữ gìn trật tự xã hội trên quê hương của chính mình, giữ gìn những cái cuộc sống bình yên, cái môi trường sống thân thiện, và làm thế nào một giữ một hình ảnh đẹp trong mắt của bạn bè trong nước và thế giới. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường đã kêu gọi toàn bộ đoàn viên công đoàn và công nhân lao động hãy bình tĩnh, đề cao cảnh giác, không nghe theo và không làm theo lời xúi dục của kẻ xấu, không để lòng yêu nước bị lợi dụng, đồng thời tuyên truyền cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp không tham gia vào các hành động trái pháp luật, không chia sẻ những nội dung kích động trên các trang mạng xã hội. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, vì sự ổn định và phát triển của đất nước, chúng ta hãy đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, giữ gìn trật tự an ninh, an toàn xã hội, bảo vệ công ty, bảo vệ doanh nghiệp, bảo vệ việc làm của chính mình. Liên quan đến vụ việc tụ tập đông người đập phá trụ sở cơ quan tỉnh Bình Thuận vào ngày hôm nay, Công an tỉnh Bình Thuận đã làm rõ hành vi của một số đối tượng quá khích, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Do không tỉnh táo vì say rượu, do tò mò rồi bị kích động và do được cho tiền nên tham gia. Đó là những lý do mà nhiều người tham gia các cuộc tụ tập đông người trong hai ngày gần đây cho biết. Thậm chí có những người không biết lý do nhưng vẫn tham gia. Chiều có 6:30 tới chiều á, là thằng đó nó tới nó mua đồ, nó nói dưới kia có với ban trận đạo có cục bắt người coi xuống coi kìa, nói không có đi đâu, nó cả đi trọng 200.000 rồi tôi xuống lấy gạch ném. Chú đến đấy tham gia thì chú có biết là người dân đấy người ta biểu tình là gì, lý do gì không? Không, tôi không biết. Nào nhậu ở dưới xóm luôn. Rồi nói thôi là có một ông anh nữa, nói thôi để bắt xe cho anh luôn rồi về. Tình cờ đi trên đường là thấy đông đen của nó. Rồi mới tới cũng coi luôn. Những người tham gia tụ tập đông người, còn có cả học sinh cấp 3, cũng chỉ vì hiếu kỳ đi xem, rồi sau đó đã bị kích động mà tham gia. Bà móc 300.000 ra, bà cho con, bà nói xíu nữa có một đốp người qua. Qua người ta làm gì hết thì con làm theo vậy, rồi bà đưa con 300, rồi lúc đó bà còn dặn thêm á là nếu mà lỡ cái bị bắt á, không có được khai liên quan tới bà ra. Em có hành vi quăng đá vô ủy ban tỉnh, lấy cây sắt khó vô mấy chiếc xe, đập vô mấy chiếc xe đốt cháy. Tính đến thời điểm này, Công an tỉnh Bình Thuận đang tạm giữ hơn 80 người để điều tra làm rõ hành vi xúi dục kích động, đập phá và tấn công lực lượng chức năng. Công an tỉnh cũng cho biết sẽ xử lý nghiêm các trường hợp cầm đầu gây rối. Tỉnh Bình Thuận cũng khuyến cáo người dân không nên hiếu kỳ tụ tập đông người để tránh vi phạm pháp luật. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị bà con nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên cần tỉnh táo, không để các đối tượng xấu lợi dụng lôi kéo tham gia gây rối an ninh trật tự và phá hoại tài sản. Đề nghị bà con không vì hiếu kỳ mà tiếp tay cho các hành động phá hoại. Hãy về nhà và kêu gọi con em mình về nhà, không tập trung gây rối trước trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh. Một số phần tử bị những cái phần tổ chức phản động xúi dục kích động và tuyên truyền sai lệch về cái chủ trương đường lối của Đảng, nhất là về luật đặc khu hành chính kinh tế đặc biệt, hiểu nhầm mà cho nên là những phần tử này đã gây rối, biểu tình gây rối và có những hành vi gây mất trật tự xã hội, mất trật tự công cộng. Và có thể nói rằng số tượng này thì không phải là nhiều, nhưng mà những người dân hiếu kỳ đi theo rồi xem rất là đông, thì có thể tạo ra một cái hiệu ứng đám đông, mà cái việc này làm cản trở cho cái việc xử lý những cái đối tượng này, đồng thời cái đó cũng chính là cái đôi khi là kích thích thêm cái hưng phấn và làm cho cái đối tượng này càng manh động thêm. Và cho nên có thể nói chúng ta rằng là không để cho cái xấu lợi dụng, mà nếu chúng ta là những người yêu nước chân chính thì làm thế nào đó chúng ta phải yêu nước bằng chính cái việc là giữ gìn trật tự xã hội trên quê hương của chính mình, giữ gìn những cái cuộc sống bình yên, cái môi trường sống thân thiện, và làm thế nào một giữ một hình ảnh đẹp trong mắt của bạn bè trong nước và thế giới.
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường đã kêu gọi toàn bộ đoàn viên công đoàn và công nhân lao động hãy bình tĩnh, đề cao cảnh giác, không nghe theo và không làm theo lời xúi dục của kẻ xấu, không để lòng yêu nước bị lợi dụng, đồng thời tuyên truyền cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp không tham gia vào các hành động trái pháp luật, không chia sẻ những nội dung kích động trên các trang mạng xã hội. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh vì sự ổn định và phát triển của đất nước chúng ta, hãy đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.